Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơn mưa lớn bắt đầu từ 16 giờ đến 19 giờ. Lượng mưa lớn đo được lên tới 133 mm cùng với chiều cường đã gây ngập 10 điểm trên địa bàn thành phố. Các tuyến phố bị ngập và ách tắc nhiều nhất là Trường Chinh, Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý. Bị kẹt nặng nhất là tuyến quốc lộ 1. Từ 17 giờ 30, dòng xe kéo dài khoảng 5 km đoạn từ cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12 đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Đáng lưu ý, các tuyến đường quanh nhà thi đấu Tân Bình là thượng lưu của các tuyến cống đổ về kênh Nhiêu Lộc cũng bị ngập sâu kéo dài. Nơi hợp lưu của hai đường cống trên đường Út Tịch và Lê Bình đổ ra cửa kênh Nhiêu Lộc cũng bị ngập nặng. Các công nhân thoát nước phải liên tục dùng tay để móc rác đổ vào cửa xả, nhưng cũng không làm giảm được tình trạng ngập ở đây. Đến 21 giờ, tình trạng kẹt xe có giảm, nhưng tại các giao lộ vẫn xảy ra ùn ứ. Nhiều nhà dân cũng bị nước tràn vào lênh láng.